Đồ Vô Khi Bắc xin kính chào quý khách. Hiện tại đang là buổi sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 và trên màn ảnh quý khách hàng đang theo dõi là một cặp lục bình phong thủy bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Nam Phi. Hàng có chiều cao là 1m6 nhưng đường kính bụng là 47 và cái cặp sản phẩm này thì vừa được sửa nhãn tiện xong cũng như là hoàn thiện phần sơn BU vào chiều ngày hôm qua. Và thông tin chi tiết của sản phẩm, nếu quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu cho mình một đôi lục bình phong thủy hàng đẹp không tì vết cũng như là hàng chọn gỗ chọn vân và hơn nữa là hàng lục lạc trần nõi và là liền một khối từ đế bình cho đến phần miệng bèo là liền một khối thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để sửa em đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm cũng như là phần công khai công bố giá thành để cho quý khách hàng có thể tham khảo. Và mọi thông tin chi tiết của sản phẩm, nếu quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu thì có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với xưởng em theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 400 và 0868 82 400, hoặc là về trực tiếp tại xưởng đồ gỗ Minh Gạch Kinh Bắc ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để được đo đạc nghiệm thu. Và ngoài chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi ra thì xưởng em còn làm với hai loại gỗ nữa, đó là hương đỏ và hương đá của Lam Phi. Và cái cặp sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu đó là một cặp lục bình phong thủy bằng chất liệu gỗ cẩm vàng cao 1m6 nhưng đường kính bụng là 47 và kích thước chuẩn theo thước số đỏ lô ban là 1m57 nhân đường kính bụng là 47, hàng lục lạc liền một khối cũng như là hàng chọn gỗ chọn vân đỉnh cao. Và trong phong thủy thì lục bình nó đem lại sự may mắn cũng như là tiền tài tài lộc về cho gia chủ. Và quý vị nào đã quan tâm hoặc là đã tham khảo một số dòng lục bình bằng gỗ thì có thể biết đến với chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi là một dòng gỗ cực kỳ là quý hiếm, với tom gỗ nó rất là mịn, gỗ thì rất là lạc, gỗ và lặng quý khách nhé. Và ước tính cho một cặp lục bình phong thủy cao 1m6 nhưng đường kính bụng là 47 bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi thì bên em ước tính nó nặng khoảng 350 kg, tức là một nọ nó sẽ rơi vào 150 kg. Và khi quý khách hàng sử dụng một cặp lục bình phong thủy bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi thì không lo mối mọt, không lo cong vênh, không lo lứt dăm lứt toác sủ nhựa, một loại chất gỗ cực kỳ là bền cũng như là bên em phủ sơn BU với chất liệu sơn là sơn O7, dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Nó đưa ra mắt một mặt hàng có chất lượng cực kỳ là cao, rất là bóng bẩy các bạn nhé, rất là bóng đây đó. Và cái phần cổ bình là cái phần dễ ăn bị ăn phá từ tâm tim ra ngoài nhất, thì xưởng em cũng lọc lựa được một thân gỗ có cái tâm tim nó cực kỳ là nhỏ các bạn nhé, tâm tim rất là nhỏ đây. Và với việc tâm tim nhỏ thì khi quý khách sử dụng thì không lo những cái đường rịa ăn từ tâm tim ra ngoài phần cổ bình. Và toàn bộ những cái đường vân thở gỗ trên cái bộ sản phẩm này đều là vân thật gỗ tự nhiên. Phần bụng bình là những cái đường vân loang nó cực kỳ đẳng cấp, cũng như là phía dưới bụng là những cái đường vân chun. Và cái hình dáng hình học mà bên xưởng em tiện lục bình thì lúc nào nó cũng hài hòa và cân đối. Phần đế bình lúc nào bên em cũng tiện rất là nhiều tầng cổ chỉ, và với việc tiện nhiều cái tầng cổ chỉ như này phải đòi hỏi tay nghề của những người thợ cực kỳ là cao. Và những người thợ mà vụng thì các cái phần cổ này rất dễ bị vỡ và bị rịa các bạn nhé. Và giá thành cho một cặp lục bình phong thủy bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi, hàng liền một khối cũng như là hàng chọn gỗ chọn phân, bên xưởng em thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 32 triệu đồng và bên em có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và cặp sản phẩm lục bình phong thủy hàng nguyên khối bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi có kích thước là 1m57, đó là kích thước thông thủy, và đường kính bụng là 47 thì bên em ước tính nặng khoảng độ 350 kg, hàng lục lạc liệt khối cũng là hàng chọn gỗ chọn vân cực kỳ đẹp các bạn nhé. Và toàn bộ những cái đường vân thửa gỗ trên bộ sản phẩm này đều là vân gỗ tự nhiên, và bên em cam kết nói không với vẽ vân và nói không với những hàng chấp ghép. Và thông tin chi tiết của sản phẩm, nếu quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu cho mình một đôi lục bình phong thủy hàng đẹp không tì vết thì có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với xưởng em để xưởng em tư vấn cũng như là gửi những hình ảnh cũng như là báo giá để cho quý khách hàng có thể tham khảo. Và quý vị có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với xưởng em theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 400 và 0868 82 400, hoặc là về trực tiếp tại xưởng đồ gỗ Minh Gạch Kinh Bắc ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để được nghiệm thu cũng như là đưa ra những cái nhận xét đánh giá về những cặp sản phẩm em đang trưng bày sẵn tại đây. Và ngoài ra thì xưởng em còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ từ chiều cao 1m27 cho đến 2m17, rất là nhiều các cặp sản phẩm đang có sẵn tại đây. Và em sẽ đi một vòng để cho quý khách hàng có thể chiêm ngưỡng được cái bộ đôi lục bình ngày hôm nay em giới thiệu, đó là một cặp sản phẩm lục bình bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi, hàng cao 1m6 nhân với đường kính bụng là 47. Và với chất liệu gỗ cẩm vàng thì bên em bảo hành trọn đời cho quý khách, là với những trường hợp bị mối mọt cũng như là lứt toác
một cặp sản phẩm cực kỳ là bền quý bạn nhé. Bên em bảo hành là bảo hành trọn đời về những trường hợp bị mối mọt và lứt toác. Và những cái cặp sản phẩm mà sửa nhà em đưa ra mắt thị trường đều là những sản phẩm hàng lục lạp trần nõi, cũng như là hàng trọn gỗ, trọn vân đỉnh cao, và là hàng nguyên một khối cả nhé, hàng là hàng nguyên khối. Và toàn bộ những cái đường vân thửa gỗ là vân thật gỗ tự nhiên. Và cặp sản phẩm này thì bên em là phủ sơn BU màu trần, giữ nguyên màu bản sắc của vân gỗ tự nhiên. Và bên em phủ sơn với chất liệu là sơn O7, dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Nó đưa ra mắt một mặt hàng có chất lượng cực kỳ là cao, sản phẩm cực kỳ là bóng bẩy. Và hơn nữa là bên em xử lý với công nghệ full cao cấp nhất thì nó sẽ rất là bền màu các bạn nhé, rất là bền màu. Hàng cực kỳ đẹp, không mắt mỏ sâu xia cũng như là không dập dịa khối lát. Và giá thành cho một cặp lục bình phong thủy hàng cao 1m57 nhân đường kính bụng là 40, còn chất liệu gỗ cẩm vàng của Nam Phi thì hiện tại sở nhà em đang chào bán với giá là 32 triệu đồng và bên em có hỗ trợ quý khách là 50km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và video clip của em xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.